Được chưa? Em làm rồi. Dạ, khui hàng, thank you cô Quốc, dì bé. Thank you tất cả, yummy quá. Hôm nay lễ cái gì nó cũng ngon. Ủa, lộn xộn. Mày nước sôi quá ha. Mì mì giấm mì. Trung Quốc chơi cái này là một đống ớt luôn á, mình bỏ chưa được mà 2% ớt. Lẩu này đặc trưng ha. Giấm mì. Rồi một cái mì. Rồi đi làm cho cái bi. Sao? Bởi vì ăn một thứ chút. Nấm, bởi vì mình không có ăn đâu nấm. Mình ăn cải. Cho baby mọi thứ một em. Ui, cái này phải dớt. Lấy đồ dớt kìa. Rau tùm lum. Không biết rau gì. Nấm với tàu hủ kỳ. Ta-da. Ủa, nó có chè xăm nữa hả? Ừ. Nó cho vào xăm. Đây nữa nè. Ta-da. Nhưng mà em không ăn, Út cũng không ăn. Tại vì Út nó xanh này ngon mà, tụi ăn ngon quá trời. Ừ. Nói là Út trong miếng nó cho nó hết bệnh. Rồi, cải này cũng Út hết. Có sen nữa nè, anh ơi à. Rồi. Có khoai môn nữa nè. Ui, có khoai môn nữa. Khoai môn chín luôn hả nè. Rồi. Tôm. Của Út hết hai con hả? Hết của nó. Út đau khổ. Hết. Lấy lên liền để nó nguội. Ờ, để nó ngon ngon ha. Tôm. 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 Đó, rồi. Cho em để xuống rồi. Để làm thịt tái này kia nào. Làm đi. Ok, cho em chút rồi. Tái, tái cả nhà ơi. Tái rất là ngon. Tay em đau quá, em nghe nè. Cái này em không làm được rồi. Chết rồi. Tại sao có một nồi lẩu ở nhà? Tại vì cả nhà bệnh. Để là ăn chung với lại gia đình. Nhờ có Quốc rủ mà mình. Bây giờ giống như là thời bao cấp đó, được cấp phát lương thực. Chung vừa tới thôi. Mới vừa đi lấy về. Đúng 12 giờ mới được đi, mới được đi lấy. Cái xúc này ớt à. Mọi người thấy ớt không? Tứ xuyên à. Ừ. Ô mày ơi, nó cay chứ. Nói chung mình bỏ ít lắm, nguyên có một cái bịch ớt không. Mình đang ngao cổ ăn đi, giờ nó thèm lắm chứ cũng có đang sạc sủa bây giờ. Út cảm, Út không muốn ăn nhiều. À, mấy đứa nhỏ kia, ba đứa kia thì không ăn được, chỉ có ba người lớn. Lát mình làm thịt bò, mình sọc sầu nữa thôi. Ừ. Dâm quá anh. Rồi, muốn nước nha. Tại Út ăn nó bệnh không? Để lên giống nãy. Nó muốn ăn thịt nhiều. Rồi, để lên giống nãy múc nước đi. Rồi xong. Đây. Con gái mình ăn hết trơn. Được chưa? Rồi. Múc đi. Ồ, mé cái này ra. Để nó làm xong. Tại cay á. Cái này không ăn được. Mình phải dớt cái này. Một tô này là ấm bụng tới chiều luôn. Ủa sao em lừa hoài mà nó còn dính nữa. Không lấy nó khóc như mình. Rồi ha. Lẩu mà vậy thôi. Cho thêm muỗng nữa. Muỗng nữa hả? Ui có cái nấm xanh ngon rồi nè. Còn nước nữa. Giả mì. Con tôm để lên. Tại vì nó chưa ăn tới nó sẽ chín. Đây xong. Bưng vô con gái yêu. Đó. Dâng lên tới miệng. Ừ. Đem tới nơi ẩn nấp. Nấu. Ok, chào mọi người. Mời cả nhà. À, quên.
chúc mọi người New Year Christmas gì vui khỏe bên gia đình, ăn lẩu, mùa này ăn lẩu hết biết anh không? Khoan khoan Nguyên chụp tấm hình. 1, 2, 3. Bạn nghiêng cái tô chấm hay mình hay làm nó đẩy lên đây đi. Đẩy đờ để cá lên. Rồi, để yên đó tôi chụp cho. Em dịnh cho chứ để nó. Khoan. Ok, từ từ. Để you go. À, từ từ. Từ từ. Tối quá anh thấy đường đâu. Ok được rồi, từ từ nha. 1 2 3. Từ từ, mất cái đầu. 1 2 3. Ok, rồi. Rồi, cảm ơn cậu Quốc bệnh mà dựng nồi lẩu ăn rất là ngon. Mời mọi người Facebook, YouTube gì ăn nha. Vui quá, mình được ăn rồi. Em vô cho nó cái em ăn. Nói chung là ớt này mình bỏ rất là ít, một đống ớt luôn á, mình bỏ chút xíu thôi. Có lẽ cái dĩa này là bắt hấp dẫn hơn. Thôi bye bye mọi người. Để mình chụp cho bạn tấm. Con anh nó có thời hạn.